Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Kiên Xe Đạp, một kênh chuyên review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Trong video ngày hôm nay em xin giới thiệu đến các bác một mẫu xe Zerlin được trang bị bộ chuyển động Tiagra, gạt đĩa STX. Chiếc xe có cái hơi hướng thiết kế rất là cổ, cái màu cà phê trong chiếc xe rất là nhã nhặn, khung thép. Bây giờ em sẽ vào quay chi tiết toàn bộ chiếc xe để cho các bác xem. Đây, lớp sơn của chiếc xe này còn rất là mới, rất là bóng đẹp, màu cà phê. Xe hầu như không có một vết xước nhỏ nào đáng kể. Trang bị bộ tay lắc Sora, Shimano Sora, ranh 3 mảnh, Mayer vành cao bản Zetropec, lốp 700, đùi đĩa Shimano, bê đan cũng Zetropec. Sau bạc đặng, bây giờ sẽ vào đo size và test chuyển động của chiếc xe để cho các bác xem. Size của chiếc xe từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 53 cm. Từ khóa cọc yên đến tâm cổ phốt là 50 cm. Thì chiếc xe sẽ phù hợp cho các bác từ khoảng 1m66-67 đến 1m80 đi là phù hợp. 8 cm. Nhiều bác hỏi em về cái giá bán của chiếc xe là bao nhiêu, thì các bạn em đã đề ngay ở cái chỗ tiêu đề là các bạn ấn mũi tên trỏ xuống vào là cái giá em đã đề đây luôn này. Còn nếu mà em không đề giá thì tức là xe đã bán. Cái thứ hai là một số bác bảo là không thấy YouTube gửi thông báo khi mà em đưa lên xem xe mới lên trên kênh ấy, thì các bác ấn cho em cái chữ đăng ký, chọn ấn chuông, chọn tất cả. Đấy, thì nó sẽ gửi tất cả các cái thông báo khi nào bên em cứ có xe nào đang lên trên kênh thì nó sẽ gửi cho các bác vào thông điện thoại nhá. 3 tầng đĩa. Và chiếc xe đang có giá bán bên em là 10.8 triệu, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết tiền. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn chuông để có được những cái thông báo về những chiếc xe mới nhất của em bên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác ở những video lần sau.